Mochi! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year cô chú và các bạn! À, chúc cô chú và các bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành đạt nha! Dạ, bữa nay cái này là bữa ăn sáng theo kiểu truyền thống của người Nhật cho những ngày Tết á. Thì buổi sáng ngày Tết á, thì mình ăn súp với cái này là chả cá nè, với lại mochi á, là giống như là bánh gạo á, với cải thảo. Còn cái này là bánh mochi nướng ha. Đây là súp nè. Này là ăn theo truyền thống của người Nhật. Bánh súp ăn. Sáng sớm ngủ dậy thì daddy của mấy em đã xuống đây nấu súp. Ăn súp đầu năm mới để được mạnh khỏe và may mắn. Đết à? Dip this in there. Okay. Người Mỹ họ tổ chức sắp tay tối hôm qua làm New Year Eve á, là giống như là giao thừa đó, là ở đây nó đốt pháo nhiều lắm, nó bắn pháo bom rồi đốt pháo nữa, cho nên nghe không khí Tết. Đây mình rửa tay cái máy. Rồi cái ngày mùng 1 thì làm tiệc ăn mừng năm mới, hy vọng năm nay là tốt đẹp hơn. Cả mọi điều đều tốt đẹp. Không quỷ. Cũng tốt đẹp hết. Dịch tỉnh bay qua. Bánh này là bánh gạo á, mà cái gạo nếp của Nhật á, nó dẻo lắm. Look me up. It stretches. How? Good, do yours too. So can you explain why we have to eat the soup in the morning of the New Year's Day? That's tradition. And then mix it up. Then. No, you have one inside there already. Hỏi không? Daddy của mấy đứa nhỏ là tại sao mà mình phải ăn cái súp này vào buổi sáng của ngày Tết? Thì Huy chỉ nói là cái phong tục vậy. All the New Year's food is good luck food for a good healthy New Year's. Cái phong tục này không? Ăn để được may mắn. Ăn cái này thì ta tin nhau là sẽ được may mắn và có nhiều sức khỏe trong năm mới. Cô ăn khéo hay nhiễu rồi nè. Ừ, cô vừa chưa. Trời, hả, kể đi. Ăn đi lát rồi ra. What is this sauce? Soy sauce with sugar. Cái này nước tương với lại đường để chấm. But it's a Kikkoman brand. Nước tương này là nước tương của Nhật á. Cái hiệu là Kikkoman á, là thường là ăn sushi đồ ở nhà hàng Nhật thì nó ăn cái hiệu nước tương này nè. Oh my god. That's how you make it. Where is it? Napkin. Napkin here. Yeah. Nhưng mà mình chấm vô cái nước này á, tại ăn chấm chung thì chỉ chấm một lần thôi, chứ không được chấm lại lần hai. Mình đã chấm rồi thì mình không có được chấm nữa.
nó gọi là không có được double dip. Good. Good. I get this like that. Yep. Like that. Hôm nay Tết cho nên mẹ em đi mặc đồ màu đỏ, em đi mặc đồ màu vàng cho nó rực rỡ. Cho năm 2021 thật là rực rỡ nha cả nhà. This good. Cái súp này á, nấu đơn giản, nó có cái hũ để mà nấu cái súp này các bạn. Nhưng mà ăn nó ngon. Nấu nước sôi rồi bỏ cái hũ gia vị đó vô, rồi bỏ cải thảo với lại cái bánh gạo này, cái bánh mochi này á, với cả cá. Nó đơn giản nhưng mà ăn nó ngon. It's called ozoni. This is called soup called ozoni. Cái tên tiếng Nhật gọi là ozoni. Watch this guy. Mochi is pounded rice. It's just nothing else added but rice. What? This is a gum. Ha ha ha! Không có thấy gum. Nó làm là gum. Nó làm từ cơm. Em bi dịch lại cho bà ngoại biết là về cái bánh này, tại vì daddy của em nói đó, là bánh này là làm từ gạo. Ooh. Nhưng mà theo truyền thống á, là người ta bánh này làm từ gạo nhưng mà người ta nấu gạo lên rồi người ta dùng cái chài người ta giả cho nó thật sự dẻo lại á, nó mịn và nó dẻo lại, cho nên bánh này là làm từ gạo. I'm making bao today. You're making bao. I'm making bao. Mấy em nhỏ sanh ở nước ngoài á, mà động các em sẽ biết tiếng nước ngoài à. Mình không có dạy các em cũng biết nữa, tại vì rất là nhiều người nước ngoài khi đi nhà hàng cũng nói ở giữa Mỹ đây, đi nhà hàng cũng nói tiếng Mỹ, mà TV thì cũng nói tiếng Anh, tiếng Mỹ. Cho nên ở nhà mình nói tiếng Việt với các em càng nhiều càng tốt. Tại vì không có nói nhiều á, thì cái tiếng Mỹ á, tiếng Anh á, nó sẽ nhiều hơn là nó lấn át cái tiếng Việt của mình. Là các em sẽ không có biết tiếng Việt, các em sẽ quên tiếng Việt luôn á. Sao mình không chịu nói tiếng Việt? Ngon. Mở lắm ăn giỏi đi con. Em khen người ăn bên kia. Bye bye cô chú. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Happy New Year cô chú và các bạn. Bye.